cái lối chơi của cả hai đội, bởi vì đây là một cái ván đấu mà tôi vẫn đánh giá là nó đang khá là hấp dẫn. Nhớ xét về cái mặt chuyên môn ở thời điểm hiện tại nó không còn ý nghĩa nữa, nhưng nó sẽ rất là hấp dẫn về những cái tình huống ở giao tranh, những tình huống lao vào rất là cởi mở đến từ cả hai đội tuyển, và nó còn có thể sẽ hấp dẫn ở trong giai đoạn cấm chọn nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ván đấu thứ hai này có gì đặc biệt khi mà Brion họ trở về bên phía đội 2 và Hao Lai sang đội đỏ. Để coi giờ có phải chọn liệu rằng có quá nhiều những cái sự chọn đột biến đến từ cho cả hai phía hay không đây, khi mà tôi đang thấy rằng sự lựa chọn cấm nó vẫn đang được giữ. Ví dụ bên phía của Hang Walai họ vẫn ưu tiên một lượng cấm dry ở khu vực giữa nè, và chúng ta vẫn sẽ có cái lượng cấm Yumi dành cho đội hình đến từ bên phía của Hang Walai Sport luôn. Phía bên kia thì chúng ta đang thấy Kalista lần này đã bị cấm đi rồi, Azir và Ari cũng đã bị cấm đi. Thì cái đội tuyển mà thay đổi nhiều nhất ở trong ván thi đấu thứ hai này đó chính là các thành viên đến từ bên phía của Rion. Cũng tương đối dễ hiểu, bởi ván trước họ thua mà. Nếu ván trước họ thắng thì tôi cảm giác họ sẽ rất là thoải mái hơn ở trong vòng cấm mà chọn. Nhưng mà bởi vì họ đã thua một ván nên họ không muốn thua luôn cả ván thi đấu thứ hai này. Một cặp BO3 nó nhìn chung là vẫn mang một cái ý nghĩa nhất định đối với cả cả Fred Rion lẫn Hang Walai. Và chúng ta đang được nhìn thấy ở một cái ván thi đấu thứ hai này thì hai đội tuyển đang hướng vào khu vực đường giữa rất là nhiều. Lava và Karis đang là cái khu vực đang rất là được quan tâm, với việc đã có bốn vị tướng pháp sư đường giữa bị cấm đi rồi. Và cuối cùng thì cho tới thời điểm hiện tại thì cái việc giảm sức mạnh của con Corki nó đang bắt đầu phát huy được cái tác dụng của nó, đang khiến cho cái vị tướng này gần như là bị loại hẳn khỏi những cái sự lựa chọn của các tuyển thủ luôn rồi. Và bây giờ thì sau khi đã không còn nhiều sự lựa chọn ở khu vực đường giữa nữa, tôi nghĩ rằng là các tuyển thủ họ cũng nên các đội tuyển đúng không? Họ cũng nên tính toán dần tới việc là lấy về cho Lava và Karis kèo power pick đi. Nếu không là sang đến phase cấm thứ hai thì bạn sẽ bị cấm đi rất là nhiều, và bạn buộc phải đưa ra những sự lựa chọn nó mang thiên hướng nó hơi mới lạ một xíu. Còn bên phía của Hang Walai, ok, rất tuyệt vời. Tôi rất là thích cái cặp đôi này ở khu vực đường dưới, Lucian với cả Nami. Cặp đôi có cái khả năng giao tranh từ sớm, đẩy đường cũng khá là mạnh. Và Brion họ cũng đưa ra một cái câu trả lời tương tự như vậy với Zeri và Nautilus. Có vẻ như là vẫn đang rất là căng tới từ cả Brion và Hang Walai. Quyết định của họ sẽ như thế nào đây? Chúng ta đang có được một vài những sự lựa chọn mà có thể thấy như Long đã chia sẻ rất là mạnh ở khu vực dưới đến từ cho cả hai đội tuyển. Lucian kết hợp cùng với Nami là một cái cặp đôi cũng được hở ra khá là nhiều ở trong dàn vừa qua, và cái lối chơi đến từ Johnny cũng là một lối chơi rất là chiến với cái một chất tướng như là Lucian. Thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là đáng để có thể cân nhắc. Còn ngược trở lại Hena, ván trước thì anh ta có hạt carry là con Raven, ván này thì anh ta có một cái con tướng khỏe thêm meta đó chính là Zeri, để coi cái đóng góp ở trong những tình huống giao tranh đối với Hena sẽ là như thế nào. Salad là sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng khá là thích hợp nha, nó phù hợp với một phần nào đó có thể gọi là cái lối chơi mà nó có một chiều hướng mạo hiểm hơn đến từ Karis ở khu vực đường giữa. Thì đây sẽ là cái sự lựa chọn mà nó khiến cho cái nhiệt độ của ván thi đấu sẽ được đẩy lên rất là cao, không chỉ là ở giai đoạn đi đường mà bước vào những tình huống giao tranh lớn nữa. Bước sang phase cấm thứ hai thì bên phía của Hao Lai họ đã tước đi thêm những con bài ở khu vực đường giữa rồi. Đây là điều mà chúng ta hoàn toàn đã có thể dự đoán được từ trước, khi mà Karis cũng đã chủ động lấy về một con tướng rất là mạnh ở thời điểm hiện tại, đó chính là con Silas. Vẫn còn đó Victor để cho bên phía của Hao Lai có thể tính toán tới việc cấm đi để ngăn chặn cái kèo tấn công hai mũi nhọn dành cho bên phía của Fred Rion. Nhưng đó sẽ là Zoe bị cấm đi, một con tướng mà Lava cũng đã sử dụng khá là tốt ở trong những phiên bản trước. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cụ thể nó sẽ là rơi vào khoảng tầm giai đoạn mùa xuân. Nhưng mà bây giờ thì Zoe nó không hợp với cả phiên bản này. Còn Victor dành cho Lava, anh ta có thể lấy về được. Quyết định của anh ta sẽ là như thế nào đây? Hay là một vài những cái mẫu chất tướng mang cái tính chất đa dụng ở khu vực được giữa để có thể hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Dudu thì ván thi đấu này thì anh ta có Na ở khu vực đường trên. Rồi còn quyết định đến từ Bogan là không đổi kèo. Thay vào đó ta lấy Wen, một mẫu chất tướng có cái lượng sát thương tương đối là ổn, và đúng như Lan mới chia sẻ, một con Victor khu vực được giữa đã xuất hiện trong đội hình đến từ bên phía của Rion để có thể đảm bảo cái lượng sát thương từ đầu ra tốt dành cho đội hình của họ nha. Một đội hình có khả năng bày giao tranh đến từ Nautilus, có khả năng thả diều tốt, nói chung là có ba mũi nhọn để tấn công tốt đến từ bên phía của Rion. Ván thi đấu này thì họ rút kinh nghiệm ở trong ván thi đấu trước, không tập trung vào cái nguồn sát thương dành cho Hena nữa, thay vào đó là chia đều ở cả ba cánh. Đây là một trong những cái phương án thay đổi biến số rất là kịp thời dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion. Một cái đội hình ba mũi nhọn mà chúng ta vẫn đang được thấy rằng các đội tuyển ở LCK sử dụng khá là nhiều.
Nếu như mà không phải là mũi nhọn ở vị trí đường trên thì còn nó có thể sẽ là mũi nhọn ở vị trí đi rừng. Và nhìn chung là nguồn sát thương của Brion đang khá là tốt. Còn đối với cả How Ally, đội hình của họ thì nó đang mang thiên hướng truyền thống, với việc là ở vị trí đi rừng là con tướng chống chịu, ở đường trên là con tướng quấy nhiễu. Hai sát thương chính sẽ đến từ đường giữa và đường dưới, một con tướng hỗ trợ mang theo dạng buff, khá là cơ bản mà thôi. Và How Ally họ vẫn đang muốn đánh đơn giản nhất có thể, không muốn quá là cầu kỳ cho lắm. Đúng thật là cái việc cái tinh thần, cái áp lực của họ được giải tỏa nó cũng không đồng nghĩa với việc là họ quá bay bổng và đưa ra những cái sự lựa chọn nó hơi bị lệch hơn so với cả cái phiên bản hiện tại. Và chúng ta cùng chờ xem. Và vừa rồi là một tình huống mà hai huấn luyện viên tới từ Hang Online và Fabrion đã có một vài những cái cuộc trò chuyện, và tôi cảm thấy rằng là cuộc trò chuyện đấy nó mang tính chất vui vẻ rất là cao. Và hy vọng rằng là cái bán thi đấu thứ hai này cũng tương tự là như vậy. Rồi, một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy cái gánh nặng về tâm lý chắc chắn sẽ được cởi bỏ đến từ bên phía của Hang Online Sport cũng như là bên phía của Rion, bởi vì cái thành tích của họ thời điểm hiện tại không được tốt lắm ở trên bảng xếp hạng. Một đội tuyển chỉ có được cho mình đó một trận thắng mà thôi, một đội tuyển thì có được cho mình đó hai trận thắng. Họ đang chiếm những vị trí cuối ở trên bảng xếp hạng ở trong cái mùa giải ở thời điểm hiện tại, thì phần nào đó nó không phải là cái vấn đề quá lớn đâu, bởi vì hai đội tuyển cũng đã xác định là mình sẽ chơi xoay quanh những cái tuyển thủ trẻ. Thì khi mà chơi xoay quanh những tuyển thủ trẻ như thế này thì cái vấn đề về mặt tích lũy, mặt kinh nghiệm á, nó sẽ được đặt nặng lên cao hơn dành cho cả Hoàng Online cũng như bên phía của Rion. Có lẽ như là cái mục tiêu dài ở những cái mùa giải tiếp theo sẽ là cái mục tiêu được hướng tới dành cho đội hình của cả hai phía. Một ván thi đấu tôi nghĩ rằng là Fabrion họ sẽ cần phải có những sự chỉnh sửa. Về cấm chọn thì nhìn chung là cũng không quá, như tôi đã nói, nó không quá lệch so với cả phiên bản. Nhưng về lối chơi, nó sẽ cần phải được thi đấu một cách cẩn trọng hơn, một cách kín kẽ hơn. Họ không được phép mắc những sai lầm mà họ đã mắc ở trong bản đầu tiên nữa. Một cái ván đấu mà họ đã quá trớn, hơi đùa vui một xíu, và họ phải nhận thất bại. Ván đấu thứ hai này thì chắc chắn rằng sẽ không để điều đó xảy ra. Và chào mừng các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Hang Online Esports và Fabrion. Hang Online lần này thì họ đã về bên phía đội đỏ rồi, còn Brion nằm bên phía đội xanh. Rồi, sẽ là trong những cái lợi điểm nhất định đến từ bên phía của Brion ở kể cả dàn góc và chậu nữa, để coi cách vận hành của họ trong ván thi đấu này sẽ là như thế nào. Áp lực ở khu vực liền giữa khi mà đối đầu cùng với một con Sylas của Karrick cảm giác cũng không có nhiều cho lắm, bởi vì đây là một mẫu chiếc tướng đồng ý là cấp độ 3 có khả năng để hệ tấn công ngược trở lại dành cho Karrick, nhưng mà rừng của anh ta thì phải cần đến cấp độ 6, áp lực đến từ Skarner nó mới được thể hiện một cách rõ nét. Thì đây cũng sẽ là cái vòng rừng mà tôi nghĩ rằng Lava cũng sẽ chú trọng tới cái việc mà farm ở khu vực liền giữa là chính mà thôi. Nó phù hợp với cái lối chơi Victor của ta trong ván thi đấu này. Cái điểm nóng ở trong ván này có lẽ như một lần nữa chúng ta phải hướng xuống khu vực đường dưới, nơi mà bộ đôi Jerry kết hợp cùng với Nautilus đang có cơ sở để có thể đối đầu cùng với Lucian và Nami trong đội hình của phía đối phương. Một tình huống tận dụng thông tin và sử dụng máy quét khá là tốt dành cho Delay. Tôi nghĩ rằng là cái điểm nóng ở trong cái ván đấu này vẫn sẽ tiếp tục là ở khu vực nửa dưới của bản đồ mà thôi. Còn hoàn toàn đồng ý với cả chia sẻ của anh Linh là ở khu vực đường giữa thì Lava và Karrick sẽ hơi khó để có bất cứ một cái tình huống solo kill nào xảy ra ở đoạn đầu trận. Ở khu vực đường trên thì cũng gần như là tương tự là như vậy. Cái mấu chốt ở khu vực đường trên là để xem, chúng ta cùng chờ xem là Morgan và Dudu ai sẽ là người có được cái ưu thế về khả năng giữ lính đẩy đường và lên cấp. Còn khả năng cao là hai người chơi đi rừng vẫn sẽ có những cái pha can thiệp xuống khu vực đường dưới nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên rất là thú vị là vòng rừng, ôi nhưng mà khoan đã, Umti anh ta đang muốn bẻ gãy cái vòng rừng của mình để tạo lợi thế cho Henna và Delay. Tốn rất nhiều thời gian, Cherny lướt lên bắn, Henna mất quá nhiều máu, Henna còn 100 máu, nhưng Cherny bị giữ chân lại. Umti đang tới tốc biến lao vào để Cherny vào tường, và Cherny anh ta không còn gì để bỏ chạy cả. Cherny sẽ phải nằm xuống, mạng được nhường cho người chơi đi rừng của Fabrion là Umti. Henna hơi đáng tiếc là anh ta không dám lao vào để có thể kết liễu cái mạng đó. Và đó là một tình huống mà cảm giác Hena cũng thả diều mà thôi. Anh ta nếu như mà rướng biết đâu đấy anh ta sẽ bị bắn với đến từ Johnny và sẽ có một cái điểm ma gục để có thể đáp trả, thì như vậy rất tệ dành cho đội hình đến từ bên phía của Ron. Phía cánh bên phải đã là một cái cơ sở rất là lớn rồi nha. Cái pha di chuyển đột biến vừa rồi của ông T đồng ý là có áp lực ở khu vực đường dưới và nó khiến cho Johnny phải bị hạ gục. Nhưng sau đó thì phần nào đó anh ta cũng không bị hở sườn à. Anh ta kịp chạy về khu vực rừng của mình. Và với một cái nhịp đẩy lính khá là tốt ở khu vực rừng giữa như thế này nữa thì cảm giác như mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của MT. Anh ta chưa bị mất quá nhiều cái phần tài nguyên ở trong khu vực rừng của mình. Conflict tạm thời thì anh ta cũng chưa thể làm được gì nhiều cả.
cố gắng đạt được cho mình cấp 6 càng nhanh càng tốt mà thôi. Về bản chất của một con Skarner, nếu như mà muốn có được những tình huống đi gank một cách thành công và chính xác thì cũng sẽ cần phải đạt được cấp 6 rất là sớm, thì giúp cho những tình huống gank nó trở nên dễ dàng và gọn gàng hơn. Còn bây giờ Onflick, anh ta đang muốn tiến vào và để lại cho mình một con mắt. Tất nhiên là anh ta sẽ phát hiện ra con bùa xanh này vẫn còn, nhưng anh ta cũng không dám di chuyển vào được, bởi vì ở đường giữa và đường trên chưa có được một cái sự hỗ trợ cụ thể đến từ những người đồng đội của anh ta. Và ở đường dưới, ui, Eli bắt một cái khoảng không rất là tốt, và Cherny cũng có một phản xạ vô cùng tuyệt vời. Và tiếp tục là những pha trao đổi chiêu thức có vẻ như là khá là căng thẳng ở khu vực đường dưới. Tuy nhiên thì Henna vì anh ta chưa có mạng cũng chưa khiến cho anh ta xanh hơn so với cả đối phương. Cũng không có quá nhiều những cái sự khác biệt ở khu vực đường dưới ở trong cái tình huống đó. Onflick đã có quyết định mà tôi cảm giác như khá là phù hợp nha, bởi vì anh ta không muốn mình sẽ bị mất trừng phạt ở trong cái việc mà xâm lăng vào bùa xanh của phía đối phương. Anh ta để dành cái trừng phạt để có thể ăn cua thì nó không có tốn nhiều quá những cái thời gian, thì đó là cái quyết định mà tôi cảm giác như là phù hợp và nó chuẩn xác dành cho Onflick. Và anh ta vẫn sẽ có cái vòng rừng để có thể bảy bãi hướng trọn nửa trên của bản đồ mà thôi. Cấp độ 6 nhiều khả năng cũng sẽ đến khá là sớm dành cho anh ta. Nhưng phía bên kia MT có cái điểm lợi, đó chính là cái lượng kinh nghiệm đến từ một cái điểm hạ gục ở khu vực dưới, và chưa kể đâu cái điểm tiền đến từ cái điểm hạ gục chiến công đầu tiên nữa. Và anh ta vẫn có được cho mình đó cái lượng kinh nghiệm đến từ con cua nửa dưới quan đồ, thì coi như đó vẫn chưa phải là đủ quá lỗ dành cho người chơi đi rừng đến từ bên phía công ty, nếu như chúng ta không đánh giá là đủ có lời. Bởi vì rõ ràng cái tình huống pha can thiệp ở khu vực dưới vừa rồi của anh ta khiến cho anh ta không mất gì cả, và nó giảm thiểu được cái áp lực đến từ cái bộ đôi Lucian và Nambi ở khu vực dưới đến từ bên phía của Hanwha Lightsport luôn. Trong cái khoảng thời gian gần đây, tôi nhớ không nhầm thì khoảng tầm 2 tuần gần đây thì phải, hay là 3 tuần gì đó, là bên phía LCK họ cũng đã cho phép được sử dụng lại cái tốc biến ma thuật rồi. Và ở thời điểm này thì tôi đang không nhìn thấy cái phép bổ trợ đó đang có trên người của Umti. Đây là một trong số những cái sự lựa chọn nó khá là thú vị, bởi vì hầu như là những người chơi Poppy đi rừng sẽ ưu tiên mang cho mình cái điểm ngọc này để có thể dễ dàng di chuyển ra các khu vực đường hơn. Và cũng để chờ xem rằng Umti anh ta sẽ vận hành như thế nào. Và tất nhiên là không có tốc biến ma thuật cũng sẽ không sao, anh ta vẫn đang duy trì được một cái ưu thế nhất định so với cả người chơi đi rừng bên phía của Howlite là Onflick với một điểm hơn, và cũng đang giúp cho khu vực nửa dưới của bản đồ bên phía Rion cảm giác như khá là dễ thở. Và Onflick tất nhiên anh ta nhận được điều đó, anh ta cũng đang dần có mặt ở khu vực nửa dưới của bản đồ để chuẩn bị tấn công vào con rồng này. Đồng ý, để coi có đủ sức để có thể ăn rồng hay không đây. Cái nhịp, cái thế ở khu vực dưới nó chưa thực sự là rõ nét nha. Một lực lính đang được tích, có xe to dành cho đội hình đến từ bên phía của Hanwha Lite. Nhưng Onflick không hít ké kinh nghiệm, thay vào đó là anh ta cover, sau đó anh ta về. Chứ anh ta không hưởng thêm một chút cái lượng kinh nghiệm ở cánh dưới bản đồ để có thể đạt được cho mình đó cấp độ 6 càng sớm càng tốt. Rồi để coi cái quyết định của anh ta thì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều lắm đến tới cặp đôi đường dưới. Umti đang có cơ hội để có thể tấn công ra khu vực đường giữa. Một tình huống đẩy vai làm choáng khá là tốt nha. Nhưng hết đi cho mình đó hiệu không chế rồi để có quyết định tiếp theo truy đuổi. Phía bên kia Onflick đang chuẩn bị có mặt kịp thời. Một tình huống không thể lây chuyển tốt. Bảo điện từ vừa rồi nó dí theo và nó là cái lượng sát thương vừa đủ để có thể dứt điểm được Karis. Rất tuyệt vời đến từ bên phía của Fred Rion. Và đó là khả năng côn team tốt. Tôi không biết là Umti hay Lava là người côn trong pha vừa rồi, nhưng họ rõ ràng đã có những sự tính toán nhất định, và nguồn sát thương của họ là đủ phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tấn công đến từ bên phía của Umti. Nhưng bên cạnh đó là một pha di chuyển cũng có phần hơi, có một chút hớ hênh tới từ Karis. Anh ta không có đủ cái lượng thông tin rằng là Umti đang đứng ở đâu, anh ta đứng ở cái bờ sông đó. Và ngay lập tức là một tình huống Lava cùng Umti tiến ra và khiến cho pháp sư đường giữa của Howlite nằm xuống. Mạng thì lần này đã được nhường cho người quan trọng rồi, đó chính là con Victor của Lava. Chính xác là như vậy. Tôi cảm giác như Karis hơi lỗi ở cái chỗ là anh ta sử dụng cái trốn, cái kỹ năng E của mình á, trong cái thời điểm đó chính là cái không thể lây chuyển đến từ Umti nó đang được kích hoạt. Nó khiến cho anh ta bị khựng lại một nhịp và anh ta không kịp phản ứng ở trong cái tình huống tiếp theo. Sát thương đến từ cái bão điện từ nó gây ra, và thậm chí là Karis không kịp tốc biến để có thể thoát về ở trong cái tình huống đó nữa. Bỗng nhiên Lava có lại được cho mình đó là một điểm hạ gục rất là thơm ở trong cái pha xử lý đó. Con Victor của ta là một cái vị tướng mà cần phải có thời gian để có thể farm. Và với một cái điểm hạ gục sớm như thế thì cái khả năng nâng cấp lõi công nghệ MK1 nó sẽ đến sớm hơn dành cho Lava. Và kể từ đó thì cái khả năng đẩy đường của ta ở khu vực giữa nó cũng sẽ được gia tăng thêm nữa. Rất nhiều những cái điểm lợi đã thuộc về dành cho bên phía của Rion ở sau 2 điểm hạ gục vừa qua của họ. Có thể sẽ là chia mục tiêu đến từ cả hai đội tuyển. Rion họ đã kiểm soát được thành công cho mình con rồng đầu tiên của ván đấu khi mà họ đã hạ gục được Karis trước đó. Nhưng tuy nhiên ở cánh trên thì đang là một cái sự bất lợi nhất định
dành cho Morgan. Anh ta là người không đẩy được quá là tốt cho lắm. Hangulai họ đang đầu tư rất là nhiều nha. Họ kéo cả Journey và Visa lên được trên để bảo kê con sứ giả này, và đang để hở ra khoảng trống dành cho Henna để tiếp tục farm. Anh ta đang vượt trội hơn cỡ khoảng tầm gần 20 chỉ số đính so với cả Journey, và bây giờ có thể sẽ là những cái lớp giáp trụ nữa. Những cái bước di chuyển hơi bị trệch trạc đến từ Hangulai ở trong giai đoạn đầu của ván 2 này. Rồi, để coi những cái quyết định tiếp theo sẽ là như thế nào khi mà chúng ta đang thấy được rằng một vài những cái điểm sáng đến từ bên phía của Rion. Ở trong cái ván thi đấu này, hai lớp giáp trụ được bào ở khu vực dưới sẽ là trong những cái lợi điểm của họ nha. Dù sao thì họ cũng đã có được cho mình đó là những cái áp lực nhất định ở trong dàn đi đường. Cặp sức mạnh đến từ Lucian và Nami cũng đã được chuyển hóa nhất định bằng những cái... Thật ra cái sai lầm đến từ Johnny ở giai đoạn đầu nó được chuyển hóa bằng cái lợi thế ở trong dàn đi đường dành cho Henna, và tạo ra được một cái lượng chênh lệch về mặt kinh tế dành cho hai người chơi xạ thủ rồi. Cái điểm được dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion ở trong ván thi đấu này là không chỉ đường dưới thắng, đường giữa cũng đang có một cái lợi thế. Đường trên nãy giờ chúng ta không thấy nhiều, nhưng đó cũng là một cái kèo xử lý ổn dành cho Morgan mà thôi. Đây, hãy cùng xem lại một pha thi đấu này. Một pha mà đội hình đến từ bên phía của Hangulai có ý định để có thể bật ngược trở lại à? Và đó rõ ràng là một cái không thể lay chuyển để có thể outplay rất đơn giản dành cho bên phía của Rion. Tôi hoàn toàn hiểu được cái ý tưởng của bên phía Hangulai trong cái pha đó, khi mà Garrus chủ động quay ngược trở lại khi đằng sau lưng của anh ta có Onflick. Nhưng việc Onflick anh ta chưa đạt cấp 6 trong cái pha vừa rồi là một cái bất lợi vô cùng lớn. Bởi vì là khi mà Onflick chiêu cuối thì anh ta sẽ để cho Garrus là người lao vào trước, và Umti đã rất dễ dàng để có thể outplay người chơi pháp sư của bên phía Hangulai, lấy về cho mình cái điểm bảo thứ hai. Và khoảng cách đang tiếp tục được giãn ra rất là nhiều ở đường dưới, ở đường giữa, thậm chí rằng đang là cả ở đường trên nữa. Những cái lợi thế đang nghiêng về bên phía của Fred Rion và Umti. Anh ta đang quá thoải mái, anh ta liên tiếp có những tình huống anh ta đi rất là sâu vào phần rừng bùa xanh của bên phía Hangulai mà không gặp bất cứ một sự nguy hiểm nào cả. Ở đường trên, Morgan cũng đang áp đảo rất là nhiều, Dudu không còn nhiều máu nữa, nhưng anh ta đang bắt đầu tích dần nộ để hóa nà khổng lồ. Anh ta sẽ an toàn. Rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây khi mà mọi thứ đều đang nghiêng về cho bên phía của Rion? Ba đường của họ đang là ba đường thắng, lại tiếp tục là ván thi đấu mà đã có được những cái lợi thế ở trong dàn đi đường dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion rồi. Và để coi liệu rằng họ có mắc sai lầm giống như trong ván thi đấu trước nữa hay không. Một ván đấu mà cũng đã có được những cái lợi thế ở trong dàn đi đường chứ không phải là không. Nhưng mà với những cái sai lầm về mặt cá nhân của người chơi, nó khiến cho bên phía của Rion chưa có được cho mình đó chiến thắng ở trong ván thi đấu trước. Cảm giác như là bên phía của Rion họ đang gặp cái vấn đề về tinh thần, một chút về tinh thần và một chút về cái bản lĩnh. Họ đang là người chiếm được cái ưu thế nhưng lại thiếu đi một cái sự đanh thép nhất định để có thể dứt điểm cái ván đấu mà để cho Hao này bật ngược trở lại. Hơn nữa là họ đang không có một cái cách nào đó cụ thể để có thể dứt điểm được cái lợi thế họ cầm ở trong tay. Và ván đấu này chúng ta đã được nhìn thấy một điều tương tự những gì mà anh Linh có chia sẻ, và lại một lần nữa cái ký ức đó nó hơi bị ùa về một xíu đối với cả các bạn khán giả đang theo dõi. Và bên phía của Rion họ rất có thể là người vươn lên dẫn trước, sau đó là họ đã bị tôi không rõ là bị làm sao, bị vấn đề gì đó, nhưng mà để cho cái ván đấu nó kéo dài lâu hơn đáng nhẽ ra đã có thể kết thúc rồi, và khiến cho cái nguồn sát thương của Hangulai họ hồi phục cực trở lại. Và bây giờ để xem nào, để xem họ sẽ làm gì. Bây giờ họ đang có rồng, và lại một lần nữa là một cái thế kiểm soát khu vực đường dưới rất là tốt đến từ bên phía của Red Rion để có thể chiếm được cho mình con rồng thứ hai. Còn Hangulai họ hiểu điều đó, họ chủ động đẩy Journey cùng với cả Visa lên đường trên để cho xạ thủ của Hangulai được farm thay vì là liên tiếp bị đẩy vào trụ. Rồi, một cái thế trận được chuyển dịch hướng lên cánh trên, nhưng họ chỉ để hướng lên đến từ hỗ trợ mà thôi, để có thể tạo ra được một vài những cái tình huống đột biến. Nếu như có thế để có thể đánh thì ok, còn không thì thôi. Vẫn có khoảng trống nho nhỏ dành cho xạ thủ của Henna được để có thể được farm ở khu vực rừng dưới. Con sứ giả vừa rồi cũng đã được gọi ra khu vực rừng giữa, nhưng cái vị trí đứng đến từ con sứ giả này nó hơi xa. Thì để có đội hình đến từ bên phía của Hangwala đang cố gắng để có thể nhiều. Phía bên kia Henna đang sẵn sàng để có thể hỗ trợ cùng với những người đồng đội của mình. Một cái sóng hơn được tung ra, nhưng mọi thứ cũng đã quá trễ. Điểm hạ gục đầu tiên đã thuộc về dành cho đội hình đến từ bên phía Kurion. Và đó là một tình huống mà Karis đã cướp được sứ giả phán quyết và đẩy Henna về. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì vẫn là một mạng hạ gục rất quan trọng nằm tay của Lava. Thêm đó là khả năng kiểm soát được con rồng này nữa. Fred Rion vẫn đang thi đấu vô cùng tuyệt vời. 13 phút trôi qua, họ đã dẫn trước tới con số 3.000 tiền rồi, một khoảng cách khá là nhanh. Henna đang không có được mạng, nhưng ta đang farm vượt trội hơn rất nhiều so với cả Journey bên phía bên kia. Lava farm hơn và mạng cũng đang hơn nữa. Rất nhiều lợi thế nằm trong tay của bên phía của Rion, thậm chí họ còn cancel được con sứ giả của Hangulai. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống giao tranh này. Đây là một pha delay rất chủ động. Delay biết được rằng là Henna đang tới,
Và Onflick anh ta chỉ là một con Skarner thôi, anh ta cũng không có bất cứ một kỹ năng nào để có thể trốn thoát ngay lập tức, ngoại trừ cú tốc biến đã. Và đó là một pha dồn hiệu ứng khống chế rất là chính xác và kịp thời để giúp cho Beyond có thêm một điểm hạ gục nữa. Một tình huống mà chúng ta cũng có thể thấy như là rất là tốt nha, cái nhịp đánh vừa rồi đến từ bên phía của Rion, họ có mặt kịp thời ở khu vực giữa và họ phản ứng ngược trở lại với cái nhịp hiệu triệu con sứ giả dành cho bên phía của Hang Walai. Và bên cạnh đó là cái sức tấn công nữa, khả năng gây hiệu không chế là nhiều đến từ Delay, khả năng áp sát đến từ Umti cũng sẽ là có. Cái chiêu cuối của anh ta mặc dù bị cướp đến từ Karis, nhưng đó tình huống độc cũng đã quá trễ rồi, lượng sát thương được cộng kèm vào đến từ Lava là vừa đủ. Đây là điểm hạ gục thứ hai dành cho Victor của ta rồi, từ một con tướng không khỏe ở giai đoạn đầu của ván thi đấu, nó biến Victor của Lava bây giờ đang có cái tốc độ lên trang bị phải nói là cực kỳ vượt trội nha. Và chưa kể đó là những cái lỗi công nghệ được nâng cấp khá là sớm như thế này nữa. Bỗng nhiên đội hình đến từ bên phía Curon đang được sở hữu một mẫu chiếc tướng khỏe ở giai đoạn về giữa của ván thi đấu, khả năng dọn dẹp lính đối với Victor bây giờ cũng đang tương đối là tốt nữa. Và chúng ta có thể được nhìn thấy rất là rõ ràng về cái sự chênh lệch giữa Lava và Karis đang có. Đó là một cái giày pháp sư ở trên người Lava. Anh ta lên cho mình một cái món đồ mang hơi thiên hướng có cái sự phòng ngự, đó chính là cái ngưng lượng suy vong. Nhưng mà với giày pháp sư ở trong tay, nguồn sức của anh ta vẫn đang là cực kỳ vượt trội. Và bây giờ sẽ là con sứ giả Umti, Lava, Delay đang di chuyển tới. Hena sẽ là người đứng ở phía sau. Onflick đang cố gắng tấn công một con sứ giả này. Morgan đang di chuyển tới. Và sứ giả phán quyết đẩy được cả Onflick lẫn Dudu về. Và hai người bên phía của Hang Online họ đang phải đi bộ ra. Nhưng tốc độ ăn sứ giả là quá nhanh. Dudu không vào được, Onflick cũng không vào được. Umti quá tuyệt vời, 10 điểm với QR. Sức mạnh đến từ Bobby nó được thể hiện ở trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Đơn giản là một sứ giả phán quyết đẩy được cả hai thành viên của phía đối phương về. Như vậy là người làm thì người khác lại hưởng. Hơi đáng tiếc dành cho bên phía của Hang Walai. Ván thi đấu này nó một chiều hơn rất là nhiều nha. Nếu ván thi đấu trước á, ván thi đấu đầu tiên thì bên phía của Hang Walai còn kéo giữ tới những cái nhịp độ ở giai đoạn về giữa, sau đó họ mới thua. Nhưng ván thi đấu này thì họ có được cho mình đó là một vài những tình huống chịch rạc hơn ở giai đoạn đầu và đã có rất nhiều lợi thế dành cho bên phía của Rion rồi. Thì đây sẽ cái thời điểm rất là tốt nha. Nhưng liệu rằng bên phía của Rion có tiếp tục rơi vào cái thế mà kiểu như là nắm được vàng nhưng lại để cho vàng rơi hay không đây? Họ đã mắc phải những cái sai lầm ở trong ván thi đấu đầu tiên rồi, và đây là cái cơ hội để cho họ có thể sửa sai. Nhìn cái thế con rồng ba này, tôi cũng hơi có một chút mường tượng từ ván đấu đầu tiên vừa rồi. Đây là một cái tình huống mà bên phía của Hang Online họ ăn được rồng, nhưng Brion là người đã chủ động nhường con rồng trước, sau đó họ tràn lên tấn công và lấy về điểm hạ gục cho Hena. Liệu rằng kịch bản có diễn ra tương tự nữa hay không? Hơi đáng tiếc khi mà chúng ta phải nói về ván 1 hơi nhiều. Nhưng mà đấy là một cái mà đang khiến cho bản thân tôi đang cảm thấy rất khá là ám ảnh. Bởi vì Beyond họ đáng nhẽ là họ có thể đã có được một cái chiến thắng cực kỳ là ngọt ngào và dễ dàng rồi. Nhưng không, nhưng mà rồi để xem nào, hiện tại thì cái lợi thế trong tay của họ còn đang có nhiều hơn nữa. Bởi vì họ cầm con sứ giả chứ không phải là Hang Online nữa rồi. Và trụ một đường giữa có thể sẽ phải bị phá hủy. Và đây Onflick tiến lên bắt được một người, đó chính là Delay. Delay giữ được Onflick lại, Onflick đang bị tấn công. Onflick kéo Delay về, không đó là Delay lên bản điểm số quá nhanh chóng luôn. Hena đang được bắn khá thoải mái, Dudu anh ta chưa có na khổng lồ. Morgan bây giờ mới tới, mạng đã có dành cho bên phía của Hang Online rồi. Họ đang là người lợi hơn về nhân sự. Hena mất chiêu cuối và có thể, rất có thể Rion sẽ phải nhường con rồng này lại khi mà tôi đã nhìn thấy Umti di chuyển lên nửa trên bản đồ. Vẫn là cái sức ép khá là lớn nha. Cái con sứ giả thứ hai này thì cái độ tác động dành cho bên phía của Rion là cao hơn. Thậm chí là Johnny bị thấp máu ở trong cái tình huống vừa rồi, đẩy cái chiêu cuối rất mạnh mẽ đến từ Lava với việc trúng Victor của anh ta. Nó tạo ra vô vàn những cái khoảng trống để có thể tiếp cận dành cho con sứ giả. Và đội hình đến từ bên phía của Rion họ hoàn thành được cái mục tiêu của mình, đó chính là lấy được cho mình đó trụ khu vực đường giữa, tạo ra một cái khoảng trống lớn để có thể có một cái góc di chuyển vào xung quanh khu vực hang rồng. Rồng nguyên tố thứ 3 sắp tới đang được định hình rồi, và đây sẽ là cái con rồng khởi điểm, và chắc hẳn sẽ là cái con rồng mà nó sẽ mang lại thêm cả những cái mục tiêu tiếp theo dành cho bên phía của Rion nữa. Chênh lệch về tiền ở thời điểm hiện tại đang là con số 3.000, nhưng cái sự khác biệt ở đây đó chính là con Victor của Lava đang có cái bước tăng trưởng phải nói là cực kỳ vượt trội. Anh ta vừa trở về nhà và có thêm cho mình một cái món, đó chính là gậy quá khổ rồi. Nguồn sát thương của anh ta sẽ trở nên vượt trội hơn trong những pha giao tranh sắp tới. Hai xạ thủ tôi nhìn thấy là lượng đồ đang khá là cân bằng nhau. Và đây là một tình huống mà các thành viên của bên phía Brion họ đang không có tầm nhìn. Onflick là người khởi động con rồng này trước. Karis cướp được cú thủy lôi tầm nhiệt. Onflick đang muốn vòng ra bên phía bên cánh này. Con rồng đang được Dudu kích hoạt. Vista dính một cú R.
Henna đang cố gắng bắn, La Valdila đang cố gắng che chắn và sứ giả phán quyết đang được nộ đẩy ai về đây, đẩy một người về đó chính là Dudu. Vẫn còn Onflick, Onflick anh ta không góc để vào bởi vì không có con na khổng lồ kia đứng chắn hộ. Và dòng 3 dành cho Fred Frion tiếp tục là một cú 10 điểm R đến từ Umtiti. Một ván đấu mà chúng ta có thể thấy như đội hình đến từ cho bên phía của Rion họ đã vận hành quá tốt với vị tướng Poppy ở thời điểm này rồi. Để coi cái bước đáp trả của mình dưới đến từ bên phía của Hang Walai là kịp hay không đây. Ép được cái tốc hành đến từ Morgan. Cái sức ép đến từ một cái giáp da tóc khóa cường vừa rồi đến từ Onlit phần đầu cũng đã được phát huy cái sức mạnh nhất định của họ ở trong tình huống vây hãm vừa rồi. Dù sao thì cũng đã có trụ khu vực đường dưới dành cho đội hình đến từ bên phía của Hang Walai. Nhưng ở phút thứ 20 họ mới có được cho mình đó trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ. Liệu rằng nó có quá trễ hơn? Nó có quá trễ hay không dành cho đội hình của họ hay không đây? Khi mà bên phía của Real vừa rồi đã thừa hưởng được cho mình đó cộng đồng nguyên tố thứ 3 của ván thi đấu này rồi. Tạm thời thì cái lượng trụ đang được cân bằng. Đúng là tôi hoàn toàn đồng ý với cả anh Linh khi mà bên phía của Hawlai họ có trụ muộn quá. Nhưng mà cái khoảng thời gian trước đấy là khoảng thời gian mà Bion họ cũng chưa khai thác được thêm bất cứ một cái trụ nào cả. Khiến cho cái khả năng di chuyển ra các đường cánh, ra hai bờ sông, kiểm soát tầm nhìn nó vẫn đang bị hạn chế đi rất là nhiều. Và Bion họ sẽ cần phải cụ thể hóa được cái trụ này. Onflick đang di chuyển lên và thậm chí rằng là Bion họ chơi lớn luôn, họ mang cả cặp đôi hỗ trợ xạ thủ của mình lên để có thể lấy về trụ. Karis sẽ phải lui về, sẽ cần thêm cả sự hỗ trợ đến từ người chơi rừng của Bion là Umtiti nữa. Mục tiêu là con Baron thì sẽ là hơi khó và vẫn là muốn đánh nhung xuống nhấp nhả thay vì là Onin tới từ bên phía của Fred Bion. Ngưỡng sức mạnh hai món trang bị đã được hình thành sớm hơn dành cho đội hình đến từ bên phía Kurion. Nãy giờ tôi đang thấy đội hình đến từ bên phía Kurion tập trung vào cánh trơn của bản đồ hơi nhiều nha. Nhưng trong bối cảnh này thì cái lượng sát thương của họ hơi thiếu để có thể dứt điểm một con Baron một cách nhanh chóng. Có lẽ như họ nên chờ cái mục tiêu mềm hơn. Đó chính là con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu. Khi mà rồng xuất hiện thì họ mới bắt đầu khởi động thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều dành cho những cái nhịp đánh tiếp theo của đội hình đến từ bên phía của Rion. Một khoảng trống nho nhỏ dành cho Bogan ở khu vực dưới nha. Anh ta đang nhịn hơn về phép hỗ trợ dịch chuyển. Dudu mất một khoảng thời gian rất dài nữa mới hồi lại trong đó dịch chuyển. Thì đây sẽ là cái cơ sở để có thể lấy được trụ khu vực dưới dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion. Có được trụ này, ngoài cái lượng chênh lệch về tiền nó sẽ mở ra thêm cái thế để có thể tranh chấp con rồng nguyên tố tiếp theo dành cho bên phía của Rion nữa mà thôi. Vâng ạ, hoàn toàn đồng ý. Và bây giờ thì mục tiêu cuối cùng của bên phía Fabrion tôi tin rằng sẽ là cái trụ ở khu vực đường trên, khi họ cũng đang tập trung rất là đông người ở trong cái phần rừng búa đỏ của bên phía Hang Walai và liên tiếp là những tình huống đẩy vào tới từ lava ở đường giữa. Bây giờ Henna anh ta sẽ bấm biến về, anh ta trở về nhà và anh ta sẽ có được thêm một cái lượng trang bị nữa, có thể sẽ là một cây kiếm BF ở trên người. Trụ đường trên chỉ còn rất ít máu mà thôi. Khả năng dọn lính tới từ Karis vẫn đang là rất tốt và đây là sứ giả phán quyết đẩy thành công được Onflick về. Onflick vừa mới kịp bật cái thú săn mồi và cánh giáp tốc hóa cuồng thì anh ta bị đẩy về và ngăn chặn hoàn toàn cái khả năng đánh phản công tới từ bên phía của Hang Walai. Tuy nhiên trụ thì vẫn chưa có được, nhưng thời gian đối với cả Brion họ vẫn đang còn bởi vì 2 phút nữa rồng mới ra. 2 phút nữa rồng mới ra. Để coi đội hình tiếp theo đến từ bên phía của Hang Walai họ có đủ bao nhiêu cái ngưỡng sức mạnh để có thể đương cự với cái tốc độ tăng tiến gần như là không có điểm dừng dành cho bên phía của Rion ở trong cái bối cảnh này. Một con Victor bây giờ vẫn đang quá khỏe, Lava đã hướng tới cho mình đâu cái đá hóa rồi. Một món trang bị quá phù hợp dành cho chính bản thân của ta ở trong cái bối cảnh ở thời điểm hiện tại. Anh ta đang biến Victor, một vị tướng mạnh ở dần về sau của ván thi đấu, ở phút thứ 23 này đang có được một cái tốc độ lên trang bị phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Lỗi công nghệ MK3 cũng đã được hình thành, hai món trang bị rưỡi cũng đã có đối với chính bản thân của ta nữa. Và cái bối cảnh lúc này thì chưa có nhiều lắm những cái món trang bị kháng phép, đâu đó chỉ là một cái món đao tím đến từ Dudu ở cánh trên bản đồ mà thôi. Tôi cảm giác như đang hơi bị hạn chế về cái mặt chống chịu sức mạnh phép thuật trong đội hình đến từ bên phía của Hang Walai. Một ván thi đấu mà chúng ta mới được chỉ nhìn thấy có 4 điểm hạ gục thôi, nhưng cái tốc độ của nó vẫn diễn ra khá là nhanh với khá nhiều những cái diễn biến khá là đáng chú ý. Điển hình là việc là đây mới chỉ là phút thứ 22 thôi mà Brion đã có tới cho mình đến 3 con rồng rồi. Tôi nhớ rằng là có những trận đấu mà tôi được có cơ hội bình luận thì nó rơi vào cỡ tầm 21 phút cơ. Nhưng bây giờ là phút thứ 22, chỉ chậm hơn một xíu thôi. Nhưng điều đấy vẫn đang cho thấy rằng là đây là một cái ván đấu mà hai đội đang được đẩy nhanh tốc độ rất là cao. Tuy nhiên là không có giao tranh nổ ra mà thôi. Và đây là D-Line, ta chủ động giao tranh lên chiêu cuối vào đầu của Onflick. Onflick bị đẩy về, Onflick bị tất cả mọi thứ rơi vào đầu. Onflick nằm xuống, mạng dành cho Henna. Tôi vừa kịp nói mà thôi và Morgan vòng ra phía sau bắt một người Dudu. Dudu không có na khổng lồ, anh ta phải lui về. Xe chỉ luồn kim quá nhiều sát thương vào người của V-Star. Và con rồng này đang được mở toang ra cho Fred Brion khi mà đi rừng của Howlai không còn trên bản đồ nữa rồi. Mất đi cho bên đó năng lực để có thể tranh chấp, thậm chí ở đây chỉ là một cái khoảng trống nhỏ nhỏ dành cho bên phía của Hang Walai để có thể cắm một vài con mắt vào khu vực
bùa lợi Baron mà thôi. Nhưng Vista quyết định là về à. Anh ta về nhà sạc mắt. Vừa rồi tôi để ý cái đồ hỗ trợ của anh ta đang có trên mình của mình là hai con mắt cơ. Nhưng ta quyết định là không rải ra bắt trước. Anh ta nên rải ra bắt trước, sau đó về sạc lại cho mình đó ba con mắt. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì nó sẽ gia tăng thêm cái lượng tầm nhìn được sở hữu dành cho đội hình đến từ bên phía của Hanwha Esports. Nhưng hãy cùng quay ngược trở lại với cái nhịp đánh này. Một cái nhịp đánh mà hiện không chế được tạo ra dành cho Nautilus của Delight là quá khủng khiếp. Và lượng sát thương thì khỏi phải bàn. Và cái pha tạt cánh đến từ Morgan nó cũng rất áp lực nữa. Nó khiến cho đội hình đến từ bên phía của Hanwha mất đi năng lực để thể phản công ngược trở lại. Linh hồn dùng đất đến rất sớm với cả đội hình của bên phía Frepio. Nó sẽ khiến cho một cái hai con tướng mang thì tướng gây sát thương là Gwen với cả Victor có thêm nữa những cái sự cứng cáp, và đây là một cái điều vô cùng cần thiết cho bên phía của Frepio để có thể tiếp tục vận hành được một cái lối chơi xoay quanh con tướng Zeddy trong tay của Hena này của mình. Và họ đang hướng mục tiêu của mình tới con Baron này. Mắt tím xin lỗi bạn, là tầm nhìn sẽ là một cái điều tiên quyết mà Brion sẽ cần phải kiểm soát trước. Ở thời điểm hiện tại thì họ đã có được cái trụ khu vực trên rồi, sẽ là một cái thế đẩy rất là tốt để Lava có thể hỗ trợ những người đội của mình, cụ thể là Umti và Delight tiến sâu hơn nữa vào phần rừng của đối phương. Rồi, một vài con mắt được cắm ra để có thể phòng ngự thì nhanh chóng được xóa bỏ dành cho bên phía của Brion. Lượng tầm nhìn bây giờ đang trở nên cực kỳ hạn chế. Một mình Dudu thì đang đẩy cái đực lính ở khu vực dưới, nhưng ta cũng không đủ mạnh nữa nha. Thậm chí là Morgan đang có ý định để thể quay ngược trở lại cánh dưới. Pha thi đấu này thì Morgan cần phải lưu ý một điều, đó chính là anh ta đang không có phép trợ dịch chuyển. Đối phương thì có một cái phép trợ dịch chuyển nhỏ nhỏ. Để có quyết định tiếp theo liệu rằng bên phía của Hanwha Lai có tận dụng được cái lợi thế chênh lệch về cái dịch chuyển ở đường cánh để có thể tạo ra một tình huống giao tranh hơn người không đây. Rion họ cũng về thì cũng không có nhiều lắm cái cơ hội để có thể mở giao tranh dành cho bên phía của Hanwha Esports ở trong cái tình huống này. Tạm thời thì thế chất đang được giữ ở mức cân bằng mà thôi. Bên phía của Rion đúng thật là họ đang là người nhỉnh hơn, nhưng họ vẫn không muốn mắc một cái sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Còn Hanwha thì nhìn chung là họ đang không có nhiều cơ sở để có thể giao tranh, mặc dù họ là người thua thiệt hơn. Tôi cảm thấy rằng là sẽ rất là cần có một tình huống mà Onflick anh ta lao vào, anh ta bắt bớ được một ai đó, bắt được Hena chẳng hạn, bắt được Lava chẳng hạn, để có thể mở ra một góc giao tranh, mở ra được cái sự lợi thế hơn về người cho các thành viên của phía Hanwha. Nhưng mà con Skarner này đang khá là yếu ớt, có hai công cụ để có thể tăng tốc lên cộng thêm cả một cái chiêu W của mình nữa. Nhưng mà dường như là từ đầu vào đầu đến bây giờ Onflick chỉ kéo được có đúng duy nhất một người, đó chính là con Nautilus của Delight mà thôi. Và sẽ không thể nào thành công được nếu như bạn chỉ kéo đi vị tướng hỗ trợ. Và bây giờ Brion sẽ bắt đầu tràn vào để khởi động cho mình con Baron này. Dudu đúng thật như anh Linh chia sẻ, có dịch chuyển. Anh ta sẽ cần phải tích nộ của Na khổng lồ trước, sau đó mới dịch chuyển ra sau. Và sứ giả phán quyết đã bị cancel rồi, không hất tung được ai về cả. Nhưng Commodore đang được ăn khá nhanh. Karis đang tiến tới. Morgan sức là Dudu đang tìm góc để có thể dịch chuyển. Baron chỉ còn nửa máu mà thôi. Dudu dịch chuyển vòng ra phía sau, nhưng Baron ăn quá nhanh. Và đây là móc bỏ neo vào một người. Vista bị tấn công. Vista mất khá nhiều máu. Vista bị đẩy vào tường. Vista không thể nào cự được thủy lôi tấn công vào đầu của Lava. Nhưng giao tranh đã cạn kiệt mất rồi. Baron ở phút thứ 26 dành cho Fred Brion. Quá mạnh, quá nhanh. Một tình huống mà Delight chiếm cái bụi đỏ. Lượng sát thương ở phía bên trong đến từ ba thành viên của Invierion là quá mạnh mẽ. Dudu dịch chuyển lên cánh trên bản đồ, con Na khổng lồ của ta cũng không có quá nhiều cái skip. Và đó là một cái tình huống kiểm soát mục tiêu rất triệt để nữa dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion. Trước đó họ có được cho mình một cái sức mạnh đến từ linh hồn rồng đất nữa. Mọi thứ, mọi tài nguyên ở trên bản đồ này đều đang thuộc về dành cho bên phía của Rion ở trong bảng thi đấu thứ hai. Nó kéo theo cả cái tỷ lệ thắng cao được nâng lên dành cho đội hình của họ nữa. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là sẽ có một kịch bản nó sẽ rất là phù hợp với cả bên phía của Fred Bion ở thời điểm hiện tại, là họ sẽ có thể triển khai một cái chiến thuật là 4-1 ở đường giữa và ở khu vực đường dưới. Họ sẽ cố gắng khai thác được nốt cái trụ ở khu vực đường dưới, sau đó là tiến dần ra và kiểm soát cho mình con rồng ngàn tuổi khi mà 2 phút nữa là nó có mặt trên bản đồ rồi. Còn pha giao tranh này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ không cần phải nói nhiều cho lắm. Đơn giản là tấn công vào một con Nami, máu rất là giấy. Cái cách để có thể bỏ chạy thì không có bởi vì tốc biến chưa hồi. Và đơn giản rằng là Vista nằm xuống lần đầu tiên trong ván đấu này mà thôi. Và cái mạng đó nếu mà tôi nhìn không nhầm thì như nó nằm trong tay của Lava tiếp thì phải. Còn Victor này đang hơi bị xanh quá, ngoài tầm kiểm soát của bên phía Hanwha mất rồi. Rồi và thậm chí là đội hình đến từ bên phía Kuron đánh rất là kỹ nha. Họ phần nào đó cũng đã rút được cái kinh nghiệm đến từ ván thi đấu trước. Ván thi đấu trước là ván thi đấu mà họ đã mắc quá nhiều những cái sai lầm. Ván thi đấu này thì những món trang bị có tính chất phòng ngự dành cho bên phía Kuron được hướng tới, như là một cái mặt nạ suy vong. Ui, kéo được ai về.
có luôn cho mình đó sóng thần. Nhưng đó là ông ty đang cố gắng để có thể câu kéo nhưng không đủ rồi. Lượng sát thương được cộng kèm vào đến từ năm thành viên của phía Hang Wai và thậm chí là đánh ở trong trụ hai của phía đối phương nữa. Một tình huống chủ động để có thể tấn công đến từ Alfred. Cái điểm được đến từ pha tấn công này của Alfred đó chính là tạm thời ngắt đi cái mạch có bù lại Baron đến từ bên phía của Rion. Và chưa kể đó cũng là một nhân tố rất là quan trọng đến từ bên phía của Fabrion nữa. Ty anh ta là một con Poppy, anh ta là người đang hình thành nên cái lối chơi của các thành viên bên phía Fabrion. Và đây là một pha thú săn mồi rồi giao tốc hóa cường rồi thậm chí là cả tốc biến nữa để bắt buộc là phải bằng tất cả mọi thứ hạ gục thành công được một người bên phía của Fabrion. Và Hang Lai họ đã thành công, và bây giờ thì 40 giây nữa con rồng ngàn tuổi nó sẽ xuất hiện ở trên bản đồ. Đây là một khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm. Ty cũng đã kịp thời hồi sinh rồi. Rồi, con rồng nguyên tố tiếp theo sẽ là như thế nào đây? 30 giây nữa. Liệu rằng đây có phải là cái tính chất đột biến dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion hay không? Hay chính xác hơn là bên phía của Hang Wai, họ sẽ vịn vào xung quanh khu vực hang động ngàn tuổi để có thể xác định một pha giao tranh hơn thua. Còn tình huống đứt tốt. Ui, lần này thì Onvid không có tốc biến chạy đằng trời. Trước đó anh ta mở combat nhưng lần này thì anh ta là người bị xào. Không chịu nổi rồi, mất đi cho mình đó, người chơi đi rừng thì lấy đâu ra cơ sở để có thể tranh chấp nữa đây dành cho bên phía của Hang Wai. Tôi nghĩ là họ vẫn muốn lao vào nhưng lại có thì lôi tầm nhìn đầu Dudu rồi. Dudu không kịp hóa na khổng lồ và anh ta nằm xuống. Bên phía bên kia thì Johnny bị dồn ra bên phía ngoài. Vista không chống chịu được trước nguồn sát thương của Henna. Lava đang tiến tới. Johnny chỉ còn 300 máu thôi. Johnny tốc biến, anh ta lách rất tốt. Anh ta còn đúng 100 máu nữa mà thôi. Thì lại đang tới, Henna đang tới. Johnny tung ra thanh trừng. Thanh trừng vào giữa hai mắt của tôi. Tôi không thấy một miếng sát thương nào cả. Và tan vỡ hoàn toàn rồi. Không cần tôi dùng ngàn tuổi nữa. Đây sẽ là endgame cho Fred Brion. À, chính xác là như vậy. Ván thi đấu này không cần tới rồng ngàn tuổi khi mà đó liên tiếp là những tình huống ép giao tranh mạnh mẽ đến từ bên phía của Rion để có được trong đó chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này, và một vài những cái nỗ lực để phòng ngự đến từ bên phía của Hang Wai Sport giống như là một công giả tràng mà thôi. Mặc dù vậy chúng ta phải dành những cái lời khen nhất định nha, họ không dễ dàng để có thể bỏ cuộc, cũng khá là giống với ván thi đấu đầu tiên, họ cố gắng để có thể tạo ra được nhiều tình huống bất ngờ. Nhưng đáng tiếc ván thi đấu này thì đội hình đến từ bên phía của Rion họ đánh kỹ hơn, họ đánh chắc hơn và họ không mắc quá nhiều những cái sai lầm đáng kể để cho đội hình đến từ đối phương có thể khai thác nữa.